Dạ vâng, em xin tiếp tục trở lại với video tiếp theo bên em nhé. Thì với nhu cầu của các anh khách hàng, em thấy cái sự lựa chọn những cái bộ giảm mini này rất là nhiều luôn. Mặc dù em quay lên rất là nhiều nhưng các anh vẫn cứ bảo có bộ nào quay lên. Bởi vì sao? Bởi vì giá thành của nó quá rẻ. Em nói thật với mọi người, những bộ da này của nó chỉ dao động độ 1 triệu hoặc hơn 1 triệu một chút xíu thôi. Mà mọi người có thể nghe được cái chất âm nó phải nói là vô cùng hay, vô cùng sâu lắng rồi. So với việc là mọi người cầm 1 triệu ra ngoài các siêu thị điện máy hay là các cửa hàng bây giờ, đúng không ạ? Mọi người chắc chỉ mua được những cái loa Bluetooth. Mà em xin khẳng định rằng là những cái loa Bluetooth bây giờ thì nghe nó không thể nào bằng được những chiếc âm này được. Bởi vì những chiếc âm này thì nó sâu lắng hơn, nó dày hơn, nó đanh hơn. Còn những cái kia thì nó chỉ hơi gọi là the thé thôi. Thời gian đầu nghe thì nó cũng rất là hay tạm ổn, đúng không ạ? Nhưng mà sau độ khoảng 3 đến 5 tháng là tự dưng cái chất lượng của nó tự dưng nó sẽ bị xuống dốc ngay nhá. Đấy, cái này thì rất nhiều các anh khách đã phản hồi lại cho bên em rồi. Chứ bên em cũng thật sự thì bên em cũng chưa thưởng thức những cái loa đấy nên không thể nào mà đưa ra nhận xét được, là toàn khách hàng gọi điện qua bên em và chia sẻ như vậy. Đấy. Thì ở đây hôm nay em tiếp tục quay lên cho mọi người một cái bộ dàn mini của Victor có mã là Q1 nha mọi người nhá. Đấy. Ở đây thì như các anh thấy thì nó có một cái bộ đèn LED phải nói là rất là ưng ý, đúng không ạ? Thay đổi màu liên tục nhá. Thứ nhất thì nó sẽ tạo cho mình được cái cảm quan mới, đúng không ạ? So với một bộ dàn thì các anh đã quá quen mắt với bộ dàn, nhìn vào thì chỉ thấy bộ dàn thôi còn chẳng nhìn thấy cái gì khác, đúng không ạ? Bởi vì màn hình LED của nó thì nó cũng chẳng đổi màu. Ở đây thì nó tạo ấn tượng khá là tốt luôn. Đấy, không chỉ bình thường thì những cái bộ dàn của Victor thì nó sẽ chỉ có ở cái màn hình LED bên trên thôi, như đây phần bên dưới cũng có luôn này. Đấy, ở cái khay CD nó cũng có màn hình luôn nhá. Đấy. Đấy, sau đây thì em sẽ mở to hơn một chút để mọi người nghe được chất âm của bộ dàn đi. Đấy, trước khi mở thì em sẽ mở căng ra. Wow. Trời ơi, thật sự khi mở căng xong em mới biết đây là loa 2 đường 3 đường tiếng mọi người ạ. Từ nãy đến giờ em vẫn cứ đinh linh là con loa nhỏ này chắc chỉ là loa 2 đường tiếng giống cái loa bình thường khác thôi, nhưng mà không ngờ đây loa 3 đường tiếng. Như anh nhìn thấy không? Đường tép này, đường trung, đường bát này. Trời ơi, loa mini mà 3 đường tiếng nó rất là ít luôn, rất là hiếm luôn nhá. Đấy. Trời ơi. Em không tin được luôn ấy, em nghĩ là nhỏ này em chỉ nghĩ nó là 2 đường tiếng thôi. Tại là thực ra là em đang cho chạy CD đấy, nhưng mà tại em đang vội quá em không tìm được cái CD tiếng Việt, thế nên là để CD tiếng nước ngoài nhá. Đấy, đang chạy CD này. Đó. Ở đây thì em sẽ như cái bộ dàn này thì em nói trước mọi người là em chỉ bao cho mọi người là đường ra công suất ra hai loa và nghe nhạc qua điện thoại thôi. Còn CD này thì em đang test thử cho mọi người, nó đang chạy rồi thì về mọi người cứ sử dụng bình thường thôi nhá. Còn cái này thì em sẽ không bao đâu, bởi vì những cái dàn này nó cũ rồi, bây giờ mà bảo ngồi mà để lau mắt này hay là các thứ thì nó mất thời gian lắm, thế nên thôi nhà em để cho các anh về mọi người tự chạy vậy. Đấy. Nào. Đây, em đang cho chạy đường điện thoại nhá. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút, chỉ là nước mắt. Đấy, khi chuyển sang thì nó hơi chạy động cơ nó hơi to một tí thôi. Tìm về ký. Đấy, đây là đường điện thoại này. Đấy, em sẽ lướt qua một chút về hình thức của cái bộ dàn này cho mọi người nhé. Đấy, phía đằng sau của bộ dàn đây. Này, hình thức của loa đây. Đấy, loa đây là loa Victor nhé, có mã là QM7 này. Đấy. Đây, bộ dàn đây, ở đây thì kết nối với dây điện thoại, dây của hai loa này, nghe nhạc qua điện thoại này. Đấy. Ở đây thì cục có mã là Q1. Ở đây sử dụng điện 100V với công suất của cục là 50W nhé. Đấy. Ngoài ra thì các anh cũng có thể nghe được đài FM khi cắm anten ở đây. Đấy. Nói chung thì với những cái bộ dàn như thế này thì mọi người cũng chẳng quan tâm lắm đến cái phần công suất, đúng không ạ? Bởi vì nó ghép là nó phù hợp, nó kéo được loa của mình rồi, nên không cần quan tâm lắm đến công suất của loa hay công suất của âm ly nữa, bởi vì nó đã có sẵn rồi thì mình chỉ về sử dụng thôi. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói xa.
xa đi đoàn tình ban sơ, rồi lại chớ vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến quá ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Dạ vâng nhá, vừa rồi thì là một đoạn chất âm của cả bộ dàn rồi. Thật sự với anh với cái thời tiết trời thu mát mẻ như thế này mà nghe nhạc cả buổi chiều chắc là mình cứ miên man với dòng chảy chắc không dứt được ra mất ạ. Đấy, ở đây thì em xin nhắc lại nhá, bộ dàn Victor Q1 ở đây thì nhà em sẽ bao công suất cho mọi người, tức là nghe nhạc qua điện thoại và hai loa. Tức là nhà em bán cho mọi người bộ dàn này coi như là bộ dàn chỉ chạy công suất không này, cũng như là loa ở đây thì là loa 3 đường tiếng nhé. Em xin nhắc lại loa 3 đường tiếng. Với những cái loa 3 đường tiếng này thì em khẳng định rằng là rất là ít và rất là hiếm. Bởi vì 3 đường tiếng loa đại, loa trung mọi người nhìn thấy rất là nhiều, nhưng loa mini em xin em quay từ rất là lâu rồi mà nó về rất là ít, tất cả những mini 3 đường tiếng toàn là hàng hiếm thôi các bạn. Đấy thì em cũng bán cho mọi người bộ này coi như là giá với loa 2 đường tiếng. Đấy thì em xin báo giá luôn nhá, bộ này em sẽ để cho mọi người giá là 950.000. Đấy, bằng những bộ em chạy công suất không có CD đấy, cũng như là loa chỉ có 2 đường tiếng thôi, ở đây phải nói là quá hời. Vừa có CD về các bác thì cứ sử dụng này, loa tận loa 3 đường tiếng em xin khẳng định là nó hiếm hơn. Và hơn nữa thì cái này thì em thấy là khi mình chuyển từ chế độ nọ sang chế độ kia thì nó hơi lạch cạch một chút ấy, thì về các bác có thể mang ra thợ kiểm tra, nhưng còn em thấy nó đang chạy bình thường rồi thì các bác cũng không cần phải kiểm tra đâu. Nếu mình thấy nó hơi dè dè kêu to quá thì mọi người kiểm tra lại giúp em, còn không thì mình cứ sử dụng thôi. Đấy, khay đĩa này nhìn sao không anh, nhìn quá là đẹp luôn ạ, thật sự ấy. Rồi đấy, nhìn khay đĩa này ôi. Đấy thì bác nào lấy thì alo luôn cho em nhé, số điện thoại bên em là 0966 594 81, địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Bác nào thích quất luôn, em nói thật với mọi người, bởi vì những cái loa 3 đường tiếng này thật sự rất là ít. Đấy. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình để nghe em lại nhại nhé. Em xin cảm ơn ạ.